Xin chào các bạn. Chắc hẳn một số bạn thường xuyên lướt TikTok đã không còn quá xa lạ gì với bản nhạc này cùng với vị tướng Batman. Nó là một sự ám ảnh lớn như thế nào đối với xạ thủ tim bạn? Chào cậu. Khi mà Batman xanh và việc được chơi game thì những chất tướng không có sức chống chịu với sự cơ động, hàng thủ không tốt sẽ khổ sở như thế nào? Trận này ông giáo đi đường ở vị trí trợ thủ với đội hình 5 siêu anh hùng. Nghe là thấy sợ rồi, bởi đội hình này toàn là những chất tướng cơ động và lỗi game. Siêu anh hùng hay là quốc gia cơ? Yeah boy. Chúng ta hãy cùng xem thử ông giáo sử dụng giáo án này như thế nào nhé. Trời đất ơi, sao lại có người chơi game? Đối với một vị tướng sát thương dồi dào, thì bằng bổ trợ bộc phá cộng bộ trang bị phun sát thương là điều rất cần thiết để có thể kết liễu đối phương nhanh nhất có thể. Việc đầu tiên mà ông giáo làm là giúp đồng đội dọn rừng, đẩy nhanh tiến độ của trận đấu để đi ganh sớm, lấy mạng hạ gục. Nên nhớ là xanh càng sớm càng tốt nhé các bạn. Ngay trong lần đầu đi ganh của mình cùng đồng đội thì team đã có được mạng chiến công đầu. Và người có được điểm hạ gục không ai khác chính là ông giáo. Cũng từ đây anh bắt đầu có được cấp độ 4, có được chiêu thức lợi hại nhất của mình là rơi đêm. Với chiêu thức tàng hình ẩn mình vào bóng đêm, rình rập đối phương như thế này, đội bạn mà lăng quăng không dè chừng là sẽ nuốt trọn bộ combo vào mồm ngay. Team bạn có mắc có thể phát hiện tàng hình, đôi khi cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng còn với John thì không, ông giáo sớm có được 3 mạng liên tiếp. Và cũng kể từ đây, cuộc vui mới chính thức bắt đầu. Cất 3. Ăn đồng luôn, ai, thầy đâu không thể đâu. Lột cái đẩy vui là ngu, ai, ngu có bỏ, ai thầy. Cầu cứu hết. Mà top 1 thầy đấu Việt Nam, thầy đâu ạ. Lụm thằng ở đó đi. Lên này. Bức bẩn rồi. Chơi game không biết map gì hết. Kìa, rắc cơ, AD đây rắc cơ. Họ và tên, có chào em không ông cóc củ cải. Thầy có chết thì thầy cũng phải đường đấy đi theo. Ok. Chơi game. Lâu bê. Lâu luôn, thời gian đâu. Thời gian sẽ trả lời. Lộp bê. Tướng Kiệt, thầy chào Kiệt soái ca ngay không lại mất lỗ tai. Thằng AD cứ đi đâu vậy AD? Đủ ma cứ chạy ra đây thôi, đủ ma ở đây đéo ở đi, đủ ma để luôn. Ông cấp. Ma không ở đây chứ được với thầy đi. Cứ chạy đéo hiểu, cầm AD đéo hiểu đấy rồi đi đâu luôn cấp. Nguyễn Thành Đạt, top 1 bố win và bố thư Việt Nam. Cân ba. Thầy cosplay giả gái đi thầy. Thầy giả Mario Ozawa. Đúng rồi. Thằng John này chắc khóc rồi. Thằng John này chắc sau game này chắc thôi xóa game. Thầy giấu ạ. Thằng lỗ đít. Ăn đâu. Ấy đợi chơi rồi, để luôn á. Ai đẩy á? Thể hiện. Thái đồng gái chạm Nguyễn Nghĩa. Nguyễn Dương, đeo huy chương.
Game ơi. Thể hiện. Sợ quá cô, thấy mẹ lại sợ cô về ngay, bắt chụp cuối. Cô quá cô. Ở đâu chơi, đâu chơi, anh em đâu, hộ tống. Ở đây, à, chụp cuối không được kìa, thầy giáo em. Thôi. Ta chơi, ta nhường cho team ăn đúng không? Ai mà đi két. Đây, kiếm được rồi, do đây. Hải Đăng, chốt Yon cho khỏi chơi thì ơi. Thầy chết cũng được, thầy chết cũng được. Rồi, chơi Yon 20 xác. Để thôi. Trần Bảo, đeo huy chương đi thầy. À. Đừng do đấy. Chơi luôn rồi, chơi đi. Thầy chơi đi. Đổ mắt sọc, chết mà. Kéo mày. Cháu ơi. Bye. Ông gì? À, thái độ gái chắc nhìn qua đấy bảo cho thôi, ỉa quần. Nguyễn Nghĩa, ẹt ẹt nay không chào anh à. Thôi bởi nó nhắm mắt là. Nguyễn Nghĩa, cái gì thì thái độ gái. Nguyễn Đăng Tuấn, ao nhây. Thái độ gái không? À, xin lỗi mà. À, giòn. Giòn khóc rồi, giòn kia mày về mấy mẹ. Trời, không nghĩ luôn. À, giòn ơi, úi dồi ôi, thái đầu dái, nó hiểu bắt đầu thái rồi dái. Các bạn đâu ơi, đâu ơi, giòn chết rồi, ai. Má, thì mình đấu ai hết, để nó liếm chi nhỏ mét bắn rồi. Hay thể hiện đó, mấy thằng ngu ngu này gặp quá nhiều hay thể hiện. Đố quá nó bảo chiêu cuối bây giờ, cái là dí này chết luôn á, đừng ấy đó. Thôi để chết, đừng Lily phát đi. Ai á? Phạm Văn Hoan, Yon 19 luôn. Ai đây? Vũ Hoàng, lò nó xanh vãi tít. Trời ơi. Đéo đâu, tem mình đâu. Ai game chạy, ơi, chơi, bắn. Đúng mà chơi luôn em ơi, khổ vậy ông giám, mặt cười chảy nước. Bắt ba em ơi, nó còn thằng ấy trong này chơi được này luôn. Chết mẹ rồi, dính biển rồi, lui em ơi. Thầy chết rồi. Mắt chụp cuối luôn rồi đó. Hồi Nguyễn, Yon hẳn là đợi chết. Ai á, thầy cũng em, bày cái đéo thì thầy combo đây rồi, lập đi. Đấy trờn, coi thử xem. Combo cái chết ngay à. Cái sơ đi, thầy bắt được A đến đây nào. Ấy đúng mà, chơi game này tốt là trâu á. Lớp bên, A đến đó trước em ơi, ok. Hello thầy, hello chị Google. Chào trường, chủ quán trường xem live vui vẻ nhé. Chết rồi, hay đồ má mất tàng hình với ảo ma, đéo hiểu tại sao mất tàng hình tôi với đấy à. Có để thấy chết được thằng ấy rồi, thằng Lily rồi, Lily nó ăn bột xanh này. Cái sơ đi, chơi luôn, không phải sợ. Kìa, do không có đam đâu. Nó còn nhanh thuận á.
còn cái gì nó có đem đâu mà sợ em. Ui. Chơi luôn em ơi, đây ăn cây, cây cho đi, ăn cây cho đi, ăn cây cho đi, ăn cây cho đi, thầy đây rồi, thầy lùa, ăn cây cho đi. Đấy thầy lùa đây rồi, thầy lùa đây, nó thấy rồi nè. Khôi Nguyễn, ao nhây. Cái bụt cười đấy bạn ạ. Bẩn. Đây có bụi thành, có bụi thành. À kia dí rồi, dí rồi, kia dí rồi. Em đi chung, anh đi chung. Thằng Mắc nó cũng yếu mà. Thằng Mắc mà nó dí ai ấy, đi chung là nó rốn phát rồi chết à. Nó bảo, nó bảo, không bảo đâu. Lên luôn em ơi, lên luôn em ơi. Thằng Follow ra mệt lắm. Ủa Mắc cái mày Follow trâu rồi, mệt phải đấy à. Đốt được không? Đấy đi, giúp em đẩy hai cánh đi. Nó vào đây, nó vào đây, nó vào đây, bắt đây, flash, flash, flash. Đây đây đây, cô bôi cho, thầy cô bôi cho. Nguyễn Hữu Phúc, chào em, chào Google, chào em, chị chào em. Chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn. Ê, một người như đấy bạn. Giòn ơi, khổ. Giòn đúng khổ luôn. Nhớ mắt rồi, mắt rồi, ơi, lâm đi. Gọi chơi ai? Hey, mong là hôm đó không xóa game. Thế là do được do chưa ra. À, do chưa ra nó thành thành ghê quá. Chuyện tin buồn cười ai ai ai. Cái chưa? Ai